Ô tô tải mất lái tông hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi. Tối ngày 9 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi ô tô tải đang đi trên đường thì mất lái và tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, trên đường Trương Định, đoạn qua trường tiểu học Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô tải với nhiều xe máy đang lưu thông trên đường. Vào thời điểm này, ô tô tải biển kiểm soát 76C-02545 lưu thông trên hướng Bắc Nam khi đến số nhà 115 trên đường Trương Định thì mất kiểm soát. Ngay sau đó, phương tiện này tông hàng loạt xe máy đang di chuyển trên đường và chỉ dừng lại khi tông vào một ô tô con đang đậu bên lề đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến ít nhất 3 xe máy bị đổ ra đường, phương tiện bị hư hỏng. Nhiều trường hợp điều khiển xe máy bị thương và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ghi nhận hiện trường cho thấy giao thông qua đây rối loạn, trên mặt đường nhiều phương tiện xe máy nằm ngổn ngang, nhiều mảnh vỡ của các xe máy văng tung tóe trên đường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng công an thành phố Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.